hot hot hot. Áo phông One Piece ra mắt theo nhiều bộ mới anh em ơi. Đặc biệt, ưu đãi miễn phí ship khi mua 3 áo. Link mình để ở mục mô tả nhé. Top 10 lý do tôi ghét Luffy bũ rơm, bình luận bựa. Hello, xin chào toàn thể anh em thuyền Việt và xăm soi. Chúc anh em có 3 ngày vui vẻ nha. Như anh em biết rồi đấy, manga chính là thể loại truyện tranh Nhật Bản được các tác giả có trí tưởng tượng bá đạo nghĩ ra và nhào nặn lên đứa con cưng của riêng mình. Tất nhiên, đã là con cưng thì các tác giả cũng phải biết cách để làm sao nó trở nên đáng yêu trong mắt độc giả rồi. One Piece manga cũng không phải là một ngoại lệ, đấng sáng tạo Oda đã kỳ công tạo nên một hình mẫu nhân vật chính hội tụ đầy đủ các yếu tố để tạo nên từ các nhân vật chính khác như ngầu, ngu, ngáo, ngốc nghếch, vân vân và mây mây. Nhờ những yếu tố này, chúng ta đã được thấy một Luffy mũ rơm cực ngầu và ảo ma Lazada như ngày hôm nay. Nhưng tất nhiên, như các bạn đã thấy ở ngay phần tiêu đề, hôm nay chúng ta có mặt ở đây không phải để nghe mình kể về những ưu điểm của cu lù mũ rơm mà là một góc bóc phốt. Biết là nhân vật chính thì ai lại nỡ ghét, nhưng mà dù sao thì cuộc sống không giống với cuộc đời thì chúng ta vẫn nên nhìn mọi việc ở một cách nhìn đúng không nào. Thôi, không cần phải chần chờ thêm nữa, ngay bây giờ chúng ta hãy cùng đến với video góc bóc phốt. Top 10 lý do tôi ghét Luffy mũ rơm. Một, quái thật thà. Để mà nói về bản chất của Luffy thì tính cách của cu lù nhà ta cứ phải nói là như chiếc lốp xe của tôi ngày hôm nay vậy, hơi non. Luffy không thể nói dối cho dù là trong bất kỳ trường hợp nào. Nếu các bạn còn nhớ thì trong phần hồi tưởng về quá khứ của Luffy, Ace và Sabo, lần đầu tiên Luffy mô dung thể hiện tài năng diễn xuất nói dối bẩm sinh là khi bị đàn em của Blue Jam tra khảo. Ánh mắt và đôi môi của Luffy đã thể hiện mình là một người có khả năng diễn xuất bẩm sinh, nhưng mà nghề nghiệp không phải là diễn viên điện ảnh mà là một diễn viên hài. Đến một đứa còn nít cũng nhận ra nét mặt và biểu cảm của Luffy là đang nói dối. Khi lớn lên, Luffy vẫn giữ cho mình được phong độ khi trình độ nói dối vẫn ở mức hạng bét. Ăn vụng thức ăn của Sanji, nhưng mà khi bị hỏi thì lại chối bay trở biến với nét mặt. Tớ không biết nói dối đâu, xin cậu đừng ép tớ. Mức độ thật thà của Luffy còn ở cái đẳng cấp mà ăn nói gì cũng sẵn sàng tin là thật. Nhưng pha thật thà đến mức ngáo ngơ của Luffy phải kể đến bị Usopp lừa tại làng Sirup khi tin thành mũi giải có 500.000 anh em. Bị Nami lừa chui vào lồng sắt của Buggy sau 2 năm time skip, gặp nhầm đồng đội giải nhưng vẫn không hề biết là mình đang bị lợi dụng. Ngay cả khi cậu tham gia liên minh với Law để chống lại một tứ hoàng, nhưng mà Luffy vẫn không hề quan tâm đến cái gọi là sự phản bội của hải tặc. Đây có lẽ chính là tính cách dễ nhất khiến cho Luffy bị mắc phải sai lầm ngớ ngẩn nhất. Nhưng cũng rất may, bên cạnh cậu lại là những người đồng đội cực kỳ hiểu về độ đầu đất của anh thuyền trưởng mũ rơm. Hơn thế nữa, nói qua cũng phải nói lại, thật thà là một đức tính tốt cần phát huy, chẳng qua là Luffy đã làm quá tốt thôi mà, phải không anh em? Hai, hành động thiếu suy nghĩ. Nói là Luffy hành động thiếu suy nghĩ thì thực ra có vẻ hơi quá. Nếu mà nói một cách chuẩn chỉ thì phải là Luffy làm gì có bao giờ có suy nghĩ trước khi làm đâu. Luffy là một người cực kỳ thích hành động theo cảm tính của bản thân. Đối với cu lù mũ rơm, đồng đội, bạn bè, anh em là thứ tồn tại duy nhất. Những thứ khác có hay không, không quan trọng. Chính bởi cách suy nghĩ này mà Luffy cứ đụng là đập, gặp là phập bất kỳ kẻ nào động đến anh em bạn bè của cậu. Điển hình nhất của những pha rời não trong lúc làm đó là tấn công một Shichibukai để giải cứu Alabasta, ra lệnh Sogekin bắn cháy cờ chính quyền thế giới tại NES Lobby, đâm vỡ mồm một thiên long nhân tại quần đảo Sabaody, đột nhập Impel Down, đi đến Marineford để giải cứu Ace. Nói chung, tất cả những hành động của Luffy đều có thể mang lại những hậu quả khôn lường không chỉ cho cu cậu mà còn cho cả những đồng đội và bạn bè xung quanh. Cứ những tưởng rằng trước time skip, tính cách của Luffy có phần trẻ trâu sốc nổi nên chưa suy nghĩ được gì nhiều và sau time skip sẽ đỡ hơn. Nhưng mà như anh em thấy rồi đấy, sau time skip, Luffy cũng chẳng thay đổi được gì nhiều cả. Cu cậu vẫn sẵn sàng phá hủy nhà máy Smile của Doflamingo, đồng thời tiêu diệt tên thất vũ hải này. Điều này cũng đồng nghĩa Luffy đã chính thức đưa cậu vào đồng minh khiêu chiến với một tứ hoàng. Hơn thế nữa, để tăng thêm độ khó, Luffy đã đến đột kích đảo bánh của mẹ bằng Big Mom, phá hủy kế hoạch thâu tóm công nghệ nhà Vsmoke của mẹ lớn. Cái kết chính là một thanh niên Nagasu chơi ngu lấy tiếng bị hai tứ hoàng theo đuổi sát nút lùm giết tại Wano. Nhưng đúng quả thật là cân cu thì bù xứng năng. Chính sự thiếu suy nghĩ đó của Luffy đã đưa cậu đến gần hơn với ngôi vị vua hải tặc như ngày hôm nay. Như Franky đã nói, là đồng đội của vua hải tặc thì sợ méo gì một tứ hoàng. Luffy đã chứng minh cho Kaido và Big Mom thấy mình mới là người xứng đáng để đạt được danh hiệu này. Anh em thấy có nên giống như Luffy lâu lâu hay động theo sở thích bớt suy nghĩ nhiều cho đỡ mệt đầu không nhở?
3. Số đào hoa. Đối với cả một thanh niên gần 30 mùa khoai sọ chưa lọ mọ cùng ai như mình cả, thì quả thật lý do mình ghét và gato với cả Luffy nhất ấy là vì cô lù quá là tốn gái luôn. Mặt mày thì ngáo ngơ, tính cách thì ngây thơ, thế mà Luffy lại chính là minh chứng của việc theo tình chạy, chạy tình theo. Kulu nhà ta cứ đi đến đâu là y rằng lại bén duyên với những mỹ nhân ở nơi đó. Những trường hợp tiêu biểu nhất phải kể đến như gặp gỡ và kết bạn với Vivi, công chúa vương quốc Alabasta, đến đảo Amazon Lily và khiến cho nữ hoàng hải tặc Boa Hancock phải rụng trứng vì quá hứng. Chơi trò bóng nảy với công chúa người cá Shirahoshi và khiến cho nàng công chúa này phải ngẩn ngơ xóa bỏ nỗi sợ hãi để bước ra ngoài ánh sáng để sánh bước cùng idol. Đến đội trưởng Corrida lại đè công chúa Rebecca ra và kết nạp thêm một fan hâm mộ hải tặc đến từ hoàng tộc Dressrosa. Đấy mới chỉ kể có thế thôi đã khiến mình sôi máu vì Kato rồi. Thế mà còn chưa hết đâu nhá. Trên thuyền, Luffy là hai bóng hồng cực kỳ nóng bỏng với số đo 3 vòng chuẩn đét con mẹ hàng nét mang tên miêu tặc Nami và nhà khảo cổ may mắn Nico Robin. Theo tình hình Aquano hiện tại, khả năng cao sau khi kết thúc màn giao lưu sẽ gây với Kaido bằng mũ rơm không biết chừng là có thêm một thành viên mới có tâm hồn to và đẹp mang tên Yamato. Nếu quả đúng là sự thật thì quá là gato với thanh niên lù. Bốn, không quan tâm đến bản thân mình. Ở đời có câu người không vì mình trời chú đất diệt, ấy thế mà lúc việc của chúng ta là chẳng bao giờ đặt bản thân mình lên hàng đầu cả anh em ạ. Kulu luôn sẵn sàng bất chấp mọi nguy hiểm để giúp đỡ người khác. Minh chứng rõ nhất của việc Luffy không mang đến sự sống chết của bản thân đó là khi Luffy được nhập Impel Down tới tổng bộ hải quân Marineford để giải cứu Ace. Đối với một hải tặc thì chuyện né tránh những hải quân máu mặt để không bị chuyển nhượng tới câu lạc bộ Impel Down Juventus là điều mà ai cũng hiểu. Ấy thế mà Luffy không những tự lao đầu vào ngục là còn dấn thân đến tổng bộ hải quân Marineford. Đúng quả thật là như lấy trứng chọi đá, lấy cá cho vào miệng mèo. Nhưng có phải thôi, Ace chính là người anh em thân thiết còn hơn cả anh em ruột của Luffy. Biết anh trai mình bị xử tử thì thằng em làm sao có thể khoanh tay đứng nhìn đúng không nào? Nhưng nếu chỉ riêng Ace thôi thì không nói làm gì. Đằng này, Luffy kể cả đối với những người chẳng mấy thân thiết cũng sẵn sàng hết mình giúp đỡ mà chẳng ngại đương đầu với thử thách. Công chúa Vivi, công chúa người cá Shirahoshi, nhóc dòng long Momo Monosuke chẳng phải là người mà Luffy có biết từ trước. Thế nhưng mà cứ gặp được cậu thì coi như chẳng khác gì gặp được ông bụt bà tiên. Cứ có duyên là cậu giúp. Bất kể có phải đối đầu với vương hạ thất vũ hải hay là tứ hoàng của biển cả, Luffy chẳng bao giờ quan tâm đến những hậu quả của mình sẽ gặp phải. Cậu chỉ cần thấy những người khác gặp khó khăn là cậu sẵn sàng sẽ giúp đỡ ngay. Đúng là người đâu mà tốt bụng bằng cách quá thể quá đáng vậy chứ phải không anh em? 5. Không quan tâm đến gia đình. Đối với nhiều người, gia đình là thứ tồn tại duy nhất, những thứ khác có hay không quan trọng. Nhưng đối với Luffy thì có lẽ điều này hoàn toàn không được áp dụng với cậu. Đơn giản mà hiểu thì cậu đúng thôi. Ngay từ bé, Luffy đã không như những cậu bé khác được đùm bọc yêu thương bởi cha mẹ. Cậu sinh sống cùng băng sơn tặc Đa Đan và những người anh trai kết nghĩa của mình. Thế nên, việc cậu có tình cảm với gia đình là khó có thể xảy ra. Ngay cả người thân duy nhất trong gia đình quan tâm đến cậu được nhiều nhất, đó là ông nội Gáp cũng chẳng mấy khi đến thăm nom được thằng cháu, mà còn bận tối mắt tối mũi về công việc truy bắt hải tặc và các nhiệm vụ của tổng bộ hải quân. Cha của Luffy thì còn bận nuôi chí lớn cầm đầu quân cách mạng, mẹ thì đến giờ cậu cũng chẳng biết là ai. Thế nên, rõ ràng một người lớn lên trong nghịch cảnh như Luffy thì việc cậu không quan tâm nhiều đến gia đình cũng là điều dĩ nhiên. Điển hình nhất của việc này, đó chính là lần cờ độc báo và biết tin bằng dầu đen có cuộc đụng độ với quân cách mạng. Nếu như là người khác thì kiểu gì cũng tò mò đến sự an nguy của cha mình là Monkey D. Dragon. Nhưng mà không, người mà cậu quan tâm chỉ có là Sabo. Đến ngay thời điểm đó đã là sau 2 năm time skip, cậu được gáp cho biết cha mình là trùm quân cách mạng Dragon. Nhưng cậu cũng chẳng thèm tìm hiểu xem mặt mũi ra sao, mà chỉ đến khi vô tình đọc báo và được mọi người chỉ thì cậu Luffy mới sửng sốt. Thì ra cha mình là người có khuôn mặt như vậy. Đúng là bố đã ham việc của bố thì đây nào coi là quan tâm đến bố đó anh em nha. 6. Thói tham ăn. Nếu nói Luffy ham ăn số 2 thì chắc chẳng ai dám nhận mình là số 1. Bởi vì sao ư? Bởi vì Luffy sở hữu cho mình một chiếc dạ dày cao su chẳng bao giờ có thể chịu được cơn đói, cho dù có ở trong bất kỳ hoàn cảnh nào. Không chỉ một lần mà đã rất nhiều lần Luffy bởi thói ăn thường uống vặt của mình đã bất chấp đau đầu và nguy hiểm. Điển hình như vụ chạm mặt thành hành Smoker tại Alabasta. Luffy mặc dù nhận thức được trước mặt mình là một đối thủ nguy hiểm, nhưng mục tiêu hàng đầu của cậu vẫn cứ là phải bỏ hết thức ăn vào miệng trước đã rồi mới tính. 36 kế chuồn là thử sách sau. 200 lần đột kích ở đảo bánh, trong giờ phút kế hoạch ám sát mẹ mập Big Mom đã đến gần, nhưng mà Luffy vẫn mê mệt trong cơn ngủ nướng. Chỉ đến khi không người thấy,
hình như cái mùi gì giống như mùi thịt nướng bay quanh đây thì mới chịu thức dậy và không quên giữ thói quen ăn uống hết sức khoa học. Đó là vừa ăn vừa quẩy phá nát tiệc cưới. Gần đây nhất, trong cuộc đột kích tại đảo Onigashima, Luffy sau khi bị Kaido cho đo ván lần 1 và bay xuống biển đã được băng hải tặc Hawk trục vớt kịp thời. Nhưng thay vì quay trở lại đỉnh mái vòng sau tiếp tục giao lưu trao đổi chiến thức với Kaido, Luffy lại hỏi xem có ai có thức ăn hay không để cậu nạp năng lượng. Đúng là có thực mới vực được đạo, Luffy càng ăn lại càng khỏe, anh em nên học tập nhá. 7. Thích tiệc tùng. Đúng là cuộc sống của những hải tặc thì tất nhiên không thể thiếu được những buổi tiệc tùng sau những trận chiến căng thẳng, và Luffy cũng là một hải tặc trong số đó. Nhưng với tư cách là một nhân vật chính sở hữu IQ cực kỳ cao, thói quen thích tiệc tùng của Luffy nó cứ phải gọi là đỉnh của lòng trào, ảo của lòng trình. Luffy có thể cùng đồng đội tiệc tùng bất chấp thời gian, bất chấp bằng hoàn cảnh. Ngay từ những át đầu của bộ truyện chúng ta đã thấy, Luffy tổ chức những bữa tiệc phải gọi là đốt sạch cả ngân quỹ của cả băng, như lần ở Water 7 hay như lần ở Punk Hazard. Mặc dù Luffy được lo cảnh báo là có khả năng một kẻ có máu mặt như Doflamingo sẽ mò tới đây sau khi thuộc hạ của mình bị làm gọi, nhưng thay vì chạy trốn, Luffy lại nói với đồng đội tranh thủ bày tiệc nhanh lên trước khi có kẻ khác mò đến, thế nó mới ảo mà Lazada. Cũng mới gần đây thôi, ở đầu cuộc đột kích tấn công và hạ gục bằng bách thú của tứ hoàng Kaido, mặc dù trước mắt là một đối thủ phải nói là còn khó xơi hơn cả tấm bầy ở sông Tô Lịch, thế nhưng Luffy vẫn thản nhiên cùng đồng đội bày ra một bữa tiệc bé bé xinh xinh mừng Jinbei trở thành lái tàu của băng ngũ sơm. Đúng là người có tâm hồn thích bày tiệc thì có sắp phải bước vào trận chiến sinh tử thì cũng cứ phải là ăn uống nhậu nhẹt cái đã. Anh em thấy Luffy và băng ngũ sơm cứ phải gọi là hết đất chấm phải không nào? 8. Nói không với rượu bia. Để mà nói thì rượu bia chính là một loại chất kích thích nên tránh tiếp xúc nhiều và về Luffy không biết uống rượu là hoàn toàn đáng được tuyên dương. Nhưng đã là thuyền trưởng của một băng hải tặc có số má trong tân thế giới thì việc nâng ly chạm cốc với những thuyền viên hay hạm đội của mình đôi khi cũng là hết sức cần thiết để ngoại giao, giao tiếp. Ấy thế mà chẳng như dâu trắng cùng Shanks giao lưu bằng chén rượu kể sự đời, Luffy lại nói không với bia rượu trong bất kỳ hoàn cảnh nào. Thứ mà cu cậu thích chỉ là nước ngọt và nước ngọt có ga mà thôi. Nếu anh em còn nhớ thì tại Dressrosa, sau khi được các thành viên của hạm đội mũ rơm tỏ thành ý hết sức thờ phụng, bố già Luffy và rót cho một chén rượu đầy với mong muốn cùng nâng ly kết thành tri kỷ, Luffy đã thẳng thừng từ chối, dù cho hoàn cảnh bấy giờ là lúc cậu cần thể hiện sự uy nghiêm của một thuyền trưởng. Nhưng mà như anh em biết rồi đấy, Luffy thì hiểu cái quái gì là uy nghiêm của thuyền trưởng, cậu chỉ quan tâm đến miếng thịt to trước mắt mà chẳng cần biết chén rượu này có hàm ý như nào. Cũng mà hiểu được tâm lý của cậu, thánh rượu đầu tàu Zoro đã không ngần ngại ra mặt đỡ lấy chén rượu thề. Đúng thật là không biết ai mới là thuyền trưởng của băng. Sau đi lần, chúng ta có thể thấy được Luffy uống rượu. Lần duy nhất và có lẽ cũng là cuối cùng, chính là khi Luffy cùng Ace Sabo nâng chén kết nghĩa huynh đệ. Thôi thì có lẽ đây cũng là một thói quen tốt mà anh chúng ta nên học Luffy phải không nào? 9. Quá hổ báo. Nói là hổ báo thì có lẽ quá nhẹ nhàng với tính cách của Luffy rồi phải không nào anh em? Chứ Luffy cứ đụng là đập, gặp là phập thì cứ phải gọi là chuyện thường như mua đường ở ngoài tiệm. Luffy cứ hễ thấy ai mà cậu ngứa mắt là sẵn sàng đập ngay, chẳng cần biết người đó nguy hiểm hay không, hậu quả thế nào. Gặp phải Thất Vũ Hải, Luffy đập Thất Vũ Hải. Gặp Thiên Long Tinh, Luffy đấm vỡ mồm Thiên Long Tinh. Ngay cả bây giờ gặp Tứ Hoàng, Luffy cũng tỏ ra mình chẳng ngán. Tứ Hoàng hay là Tứ Hề nào, Kaido hay Big Mom, cứ thích là cậu chiến luôn không có suy nghĩ. Cũng chính bởi bản tính hổ báo của Luffy mà không biết lần cậu phải nhận những chai đắng bởi tính cách này. Những lần phải kể đến đó là bị Aokiji đóng băng trong lần đầu chạm mặt, bị Crocodile móc thùng bụng tại Alabasta, đâm vỡ mỏng Thiên Long Nhân để rồi cả team mũ rơm bị đô đốc Kizaru và Pacifista dí cho chạy muốn tụt cả quân. Kết quả lại bị Kuma đánh văng cả băng, mỗi người một đào. Dù có nhiều lần bị hành cho suýt chết nhưng mà Luffy quả thật không bao giờ có thể thay đổi tính cách hổ báo cáo trồn của mình. Ngay khi đặt chân đến Wano Quốc, cậu đã không thể chờ và thực hiện theo kế hoạch của Law và Kinemon. Thấy Kaido phun lửa vào đồng đội, La Thánh Lũ lập tức lao ra, bật kia bốn phá ngay. Kết quả thì anh em cũng đã thấy, chỉ với một đòn lôi ô bát quái, Kaido đã suýt thì đưa Luffy lên bàn thờ ngồi sau nóc tù, xuống âm phủ hít lá đô đủ. Cũng may cậu là nhân vật chính thì mới có thể cao số như vậy. Anh em chúng ta thì nên tránh tính hổ báo như Luffy nha. 10. Đỉnh cao của ngáo. Chốt hạ trong danh sách ngày hôm nay chính là một trong những tính cách mà Luffy mới có thể làm được, anh em có muốn học cũng không thể làm được, đó là ngáo ngược thần trường.
Để nói về độ chậm tiêu trong suy nghĩ của Luffy thì anh em ai ai cũng biết rồi đúng không? Gặp zombie thì lại tưởng là ông lão bị thương, nghe thấy ai nói gì cũng tin ngay là thật. Đến cả một kẻ có khả năng hóa trang tệ hại như cờ bạc Foxy cũng có thể lừa Luffy, dù cho ai cũng đang nhìn ra khả năng hóa trang giả dạng. Hơn như thế, đồ ngáng của Luffy còn nhiều lần khiến cho đồng đội phải hú hồn chí mén. Nếu anh còn nhớ thì trong lần Luffy cùng Zoro ra khơi từ đồng đội, cu cầu thèm ăn thịt chim, thế là đu lên bắt ngay không cần nghĩ. Cái kết là từ người đi săn lại trở thành con mồi cho con chim to lớn, đi trong sa mạc tại Alabasta vì muốn đưa đồng đội đi nhanh hơn tới nơi có bóng râm, cua lủi suýt nữa thì đưa luôn cả Zoro và Chopper đi vào lòng đất. Tại đảo Zoro cũng vậy, sau khi thống nhất chia nhóm tới đảo bánh giải cứu Sanji, Luffy đã đưa cả nhóm nhảy thẳng từ thân con voi Zunisha xuống dưới, dù cho lúc này độ cao lên tới 35.000m. Đánh nhau với Enel thì dùng bản năng ngu cực để tấu hải mất suy nghĩ. Đánh nhau với Crocodile thì uống no một bụng nước khiến cá sấu cũng cạn lời. Gần đây nhất, sau khi thức tỉnh được trạng thái thân mặt trời Nika, Luffy còn không ngần ngại chơi nhảy dây với Kaido, dùng tay không cầm xét. Đúng quả thật là đối thủ nào giao chiến với Luffy muốn nghiêm túc cũng không thể nào cưỡng lại độ ngáo móc bình của cô cậu. Thôi thì anh em có thần tượng Luffy cũng đừng có học cái độ ngáo của cô cậu nhé. Ok, như vậy những chi tiết thú vị này cũng đã kết thúc video ngày hôm nay. Có anh em thấy cô lù như nào, ghét không thể tả được, người gì đâu mà đáng yêu thế nhở? Ngay bây giờ là phần trả lời câu hỏi của những bạn fan may mắn. Hưng Bùi: anh ơi, nếu Kuma có thể cho mọi người đi mọi nơi trên thế giới thì sao Kuma không cho Luffy đến khẩu báo vội đặc? À, với câu hỏi này thì theo anh nghĩ Kuma chỉ có thể đánh bại người khác đến những địa điểm mà ông ấy đã biết trước trên bản đồ thế giới. Mà đảo Raftel là một hòn đảo mà hiện tại chỉ có băng Roger mới biết đến, thì có lẽ Kuma cũng chẳng biết nó ở đâu để đánh bại Luffy đến đó em nha. 16. Thu Hoài: anh ơi, cho em hỏi, Zoro chẳng có haki cấp cao giúp Kaido không, khi mà trong arc Marineford ông lại bị những tên hải quân đâm chảy máu? Tất nhiên, Zoro chẳng cũng có haki cấp cao rồi em nha. Có phía ông bị hải quân đâm chảy máu vì thời điểm bấy giờ, bệnh tật và tuổi già đã làm Zoro chẳng suy yếu về sức khỏe lắm rồi. Đến cả Kaido hay Big Mom vào thời điểm suy yếu cũng có thể bị đâm chảy máu bình thường em nhá. Cuối cùng là bạn Vực Hỗn Mang Ma Thạch: khoan, nếu Kid ăn trái từ trường rồi hút kiếm của Lo cũng như các vận dụng có thể thay cho kiếm trên chiến trường thì ngoài dùng Room, Lo gần như vô hại trừ khi tiếp cận được Kid mà đúng không? Đúng, chuẩn là như thế rồi em ơi, nhưng mà tất nhiên trá quỷ nào cũng có điểm yếu và cách khắc chế của nó. Mà trong chiến đấu thì Lo cũng có thể dùng rất rất nhiều cách để lấy lại kiếm và tiếp cận Kid nhà em. Ok, như vậy phần trả lời câu hỏi này cũng đã kết thúc video ngày hôm nay. Các bạn còn câu hỏi nào hay thắc mắc gì, hãy để lại ý kiến ở dưới phần bình luận nhé. Và đừng quên để lại một like và một đăng ký kênh để tiếp tục đồng hành cùng clan băng hải tặc Samsung nhé. Bye bye. Sugu oikakeru san. Tsuyo ore mo itte nakatta na. Yoshi, ikou.